Hello chào bạn, thì sau khi mình đã dịch chuyển từ kia qua đây rồi để đi cái khúc sông bên đây tiếp, nhìn thấy sông thì hiển gì cạn hiều à. Nè các bạn, nè thấy mình triệu hồi ra mấy con này xong bây giờ nó dính kẹt với nhau, bây giờ không thể cởi đi được luôn, dính kẹt một cục gì đó phải gì chứ, không biết làm sao nữa. Đây là một cái lỗi game ngớ ngẩn. Bây giờ bơi đi luôn chứ sao vậy? Bơi đi xa xa rồi mình lại kêu ra con để mình cãi. Không, so với người trong đó thì đúng là biển thiệt. Người, con người nhỏ xíu à, mà nhìn nó cạn cạn sao á. Nhưng mà so với trong game thì chắc là nó sâu lắm rồi đó. Mình sẽ ra con này, mình mắt thấy nó cạn gì thôi chứ thực ra nó rất là sâu đó. Mình kêu con này ra mình cởi. Con này thì nó nhỏ hơn con kia, con Megalodon, cho nên mình có thể xem cảnh đẹp hơn xíu. Có điều mình đang ngồi cởi con này chứ không đọc được bản đồ. Chúng ta đi khúc sông, khúc này đi bự, khúc biển biển đẹp ốc sành lần chứ ít ỏi. Hết rồi hả? Nhanh vậy? Mình đi coi thôi. Còn đi được nữa mà. Sao lại đi khắp được rồi? Chết rồi. Để coi. Dưới một đá. Dưới một dãy núi đá. Mình lại gặp con đó, nó kìa phải nè người. Đi nãy giờ đi vòng cũng lại chỗ này. Ở cái hướng này đúng rồi, cái hướng này đúng. Ngồi trên con cá cái không có điều khiển được. Ủa không, cái không coi được bản đồ. Mình nãy giờ chỉ thấy có con này là lạ, khác lạ ha. Calithia. Đây đây cái hướng mới nè. Không có hang động ở dưới nước hay cái gì khác lạ hết trơn. Có mấy con cá, cũng phải có cái con bị thủy thủy quái chứ. Chắc lại đi khu vực này không có gì rồi. Nhạc nghe thì êm đềm, không có chuyện gì xảy ra. Mình càng ngày càng về đất liền. Không có bản đồ luôn. Mình biến coi bản đồ, mỗi lần coi là phải nhảy ra khỏi con đi. Có cái hang, có cái hang. Vâng, thì mấy cái đại dương này mình đã đi nãy giờ mà mình chẳng thấy có gì khác lạ cả, cho nên video tiếp theo mình sẽ khám phá bầu trời đi ha. Game này cũng quá khá nhỏ nhưng mà cái điều cũng đẹp đẹp theo hình vuông vuông, ít ít thủy quái dưới nước, ít quái vật dưới nước quá.
Hình như có con quỷ thủy quái mà con ngựa mình cá ngựa một sừng. Nhưng mà mình bơi nãy giờ mình không thấy con đó. Chắc cái vùng này không có. Thì mình sẽ đi tiếp cái vùng kế tiếp. Khúc sông này đi rồi, đi khúc khúc sông chính giữa nha. Hello, chào bạn. Thì sau khi mình đã đi tìm kiếm cái độ sâu của đại dương trong đây thì mình cảm thấy nó chả có gì đặc biệt cả. Cho nên mình sẽ đã tổ chức trận chiến giữa hai con này. Khoan, mình coi ngựa một sừng đây. Ngựa sừng lá vơ một nha. Megalodon cũng lá vơ một. Hai con chiến đấu với nhau thì các bạn dự đoán ai sẽ chiến thắng nào? Nhìn thì ngựa một sừng đánh rất hung hăng. Ngựa một sừng, cá ngựa một sừng, kêu nó là cá ngựa một sừng đi cho dễ. Trận chiến quá nhanh, chưa kịp nói gì luôn. Sau khi đánh con cá mập đó xong nó lên thẳng 3 level luôn mấy bạn. Vô đói rồi còn gì nữa. Thì nếu các bạn ủng hộ đấu trường như thế này thì mình sẽ tạo một cái chơi làm ra cái đấu trường đánh nhau vậy chơi cho vui. Chứ em này mình ít ít xây dựng lắm, lười lắm, lụm cho nó đánh nhau rồi lụm đồ. Người một sình chắc quá mấy bạn ơi. Sao? Thì chắc mình sẽ dừng video này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video khám phá đại dương mênh mông này nha. Bữa sau mình sẽ làm đấu trường ở trên bờ để cho bọn nó đánh nhau. Các bạn nếu các bạn muốn coi con nào đánh nhau các bạn bình luận video nha. Còn đây là cuộc chiến với đại dương thì ngựa một sừng là vô đói rồi. Mình thấy trong cái danh sách đó thì thấy con hai con đó là mạnh nhất rồi. Cái ngựa một sừng chứ lộn, nãy nói lộn. Ngựa một sừng là cái con Pegasus ở trên đời, ngựa bay một sừng, còn dưới nước là cá ngựa một sừng vô đói. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên để lại một like và subscribe mình nha. Video mình chỉ làm cho vui thôi chứ không có ý gì hết. À, mà nhìn con ngựa cũng đã này chứ, mặc dù cái đồ họa này có lẽ mình không thích lắm nhưng mà nhìn đẹp. Bên kia có hai con luôn rồi, hai con đó là mình nãy mình tạo ra nó đánh lộn ở bển, mình ra cái khoảng trống bên đây cho rộng để hai con này đánh nhau. Thì bây giờ nó đã xong xuôi mọi việc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha.